Kính chào quý vị, hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 12 năm 2020. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề ứng dụng thành tựu y học cổ truyền dân tộc kết hợp với công nghệ hiện đại trong việc hỗ trợ điều trị bệnh hen suyễn. Sau hơn 10 năm nghiên cứu và ứng dụng các bài thuốc y học cổ truyền Việt Nam, công ty cổ phần dược phẩm BQA đã bào chế thành công sản phẩm siro BQA dùng cho người hen suyễn, hen phế quản, viêm phế quản mãn tính, viêm phổi tắc nghẽn COPD. Các chuyên gia đầu ngành đánh giá cao hiệu quả của siro PQA trong việc hỗ trợ điều trị dứt điểm bệnh hen suyễn, giúp những người mắc bệnh thông thoáng đường thở, cải thiện sức khỏe so với các sản phẩm thuốc tây y có hiệu quả hơn và giúp người bệnh tiết kiệm đến 50% chi phí. Qua nghiên cứu cái uh, uh, sản phẩm PQI thì chúng tôi thấy là đây là một cái sản phẩm mà có cái nguồn gốc là 100% từ các cái thảo dược uh, quý có sẵn trong thiên nhiên hỗ trợ rất tốt và không phải riêng cho những trường hợp mà bị hen phế quản mà ngoài ra có thể ứng dụng được trong các cái trường hợp mà bị viêm phế quản mãn bệnh tâm phế mãn hay là các cái bệnh lý về phổi có co thắt cơ trơn hoặc là những cái trường hợp mà tăng tiết dịch của của đường hô hấp Tinh hoa y học cổ truyền đã mở ra hy vọng mới cho người mắc bệnh hen suyễn, hen phế quản chiến thắng căn bệnh quái ác này sau khi mà tôi dùng được 3 tháng ấy thì tôi thấy sức khỏe của tôi được cải thiện rõ rệt luôn. À tôi không bị khó ngủ nữa này, tôi không bị tức ngực, tôi không bị ho đêm nữa và nhất là những lúc mà thời tiết thay đổi là tôi không bị lên cơn hen nữa. Đó, đó là cái điều mà sản phẩm siro hen suyễn đã hỗ trợ cho tôi được cái điều đó. Với những thành tựu của y học cổ truyền trong việc ứng dụng để chữa trị các bệnh lý mãn tính, điều này cũng khẳng định nền y học Việt Nam đã tiếp thu và phát huy những thành tựu đạt được để sánh ngang với các cường quốc về ngành dược phẩm và pqa hen suyễn như bước đầu của sự thành công trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh hen suyễn.